diễu võ dương oai quanh ngai vàng, phải chăng Phan Văn Giang có ý đồ đảo chính? Vào ngày 2 tháng 10, ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã cho quân chủng phòng không diễu võ dương oai ngay trên bầu trời Hà Nội. Đích thân ông Giang nắm chức trưởng ban chỉ đạo diễn tập. Đây được xem là cuộc diễn tập lớn diễn ra trên địa bàn rộng với nhiều nội dung mới tại nhiều trường bắn. Tất nhiên, lý do diễn tập là bảo vệ bầu trời Hà Nội khỏi lực lượng không quân ngoại bang nào đấy có thể tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, sẽ không có lực lượng ngoại bang nào muốn đánh vào Hà Nội, ngoại trừ Bắc Kinh cả. Nếu Ba Đình vẫn triều kiến, vẫn thực hiện chính sách ngoại giao trong khuôn khổ của Bắc Kinh, thì bầu trời Hà Nội chẳng có gì nguy hiểm. Đáng nói là vào những ngày cuối tháng 9, khi ông Tô Lâm đi Mỹ dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì ngoài Biển Đông kia, Trung Quốc cho tàu cướp phá và đánh bị thương tới 10 ngư dân của Việt Nam. Hình ảnh này đã được báo chí và truyền thông trong nước và quốc tế chia sẻ, và bản thân Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng phản đối quyết liệt. Đây chính là liều thuốc thử của Tập Cận Bình đối với Tô Lâm. Ngoài người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối, thì cả hệ thống tuyên giáo khổng lồ dường như vẫn cầm họng chịu đựng mà không nói gì thêm. Đây chẳng khác nào cái tát của Tập vào mặt Tô Lâm để mà thử phản ứng, nhưng Tô Lâm lại chấp nhận bề tôi mà đành cầm nín. Như vậy có thể thấy rằng việc quân đội diễu võ dương oai trên bầu trời Hà Nội chẳng phải để gửi thông điệp cứng rắn tới Bắc Kinh mà nhằm mục đích khác. Rất có thể ông Phan Văn Giang muốn cho ông Tô Lâm biết rằng quân đội có thể bao vây Hà Nội, cô lập cả phủ chủ tịch lẫn văn phòng Trung ương Đảng nếu cần. Đáng nói là cuộc diễn tập trên chỉ mang tính địa phương, lẽ ra chỉ cần Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô thực hiện là đủ, không cần đích thân Bộ trưởng Phan Văn Giang phải là trưởng ban chỉ đạo. Hồi tháng 6, ông Tô Lâm ép Quốc hội phải đồng ý chi cho Bộ Công an 100 tỷ đồng để xây dựng sân bay Gia Bình tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đây được xem là bước đi khởi đầu để hình thành lực lượng không quân cho Bộ Công an. Rất có thể ông Tô Lâm muốn Bộ Công an chủ động hơn trong việc ứng cứu cho văn phòng Trung ương Đảng nếu có đảo chính. Kết nối hai sự kiện trên thì rõ ràng quân đội và công an đang có sự ganh đua, thách thức lẫn nhau rất mạnh. Công an thì muốn lập thành lực lượng không quân riêng để mà bảo vệ ngai vàng cho ông Tổng Bí Thư. Còn quân đội thì giương nòng súng lên trời, diễn tập bắn đạn thật với hàm ý bầu trời Hà Nội vẫn là của Giang. Xem ra việc tướng Giang không phục ông Tô Lâm là có thật. Câu nói đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm thì vẫn luôn đúng trong hoàn cảnh này. Đừng vội tin lời ông Giang nói rằng bảo vệ bầu trời Hà Nội, biết đâu ông đang gửi đi một thông điệp ngầm cho ông Tô Lâm rằng xung quanh ngai vàng của Tổng Bí Thư đang được bố trí sẵn đầy dãy súng đạn. Tô Lâm liệu mà sống cho phải đạo. Quân đội và công an vốn là nước sông không phạm nước giếng, vì thờ chung một chủ là Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, Đảng bây giờ không còn thống nhất như xưa, mà từ bên trong đã chia bè, che phái ra rất nhiều các mảng khác nhau. Cách đây 13 năm chỉ có hai phe rõ ràng, nhưng giờ đây đã có rất nhiều phe nổi lên khắp nơi. Vì thế, công an hay quân đội đều bị biến tướng cả, bị các phe dùng làm công cụ để tranh giành quyền lực cho mình. Chính Tô Lâm đã dùng Bộ Công an để mà làm đảo chính mềm và chiếm lấy ngai vàng trong thời gian vừa qua một cách nhanh chóng. Vì vậy không lý do gì mà ông Phan Văn Giang lại không dùng quân đội làm công cụ để quyết chiến với đồng chí của mình. Vì thế lần tập bắn đạn thật này cũng có thể xem là ẩn ý của ông Giang gửi tiếng sếp của mình trong Quân ủy Trung ương. Sẽ không có kịch bản chống tàu nào, bởi ngay sau khi ông Tô Lâm mới lên ngôi thì đã thực hiện nghi lễ triều bái với phương Bắc đầu tiên. Điều đó cho thấy Hà Nội vẫn không thể cứng rắn với Bắc Kinh chờ được. Như vậy, những động thái gần đây của công an và quân đội có thể hiểu họ đang gửi thông điệp thách đấu cho nhau, sẽ có phim hay để mà xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin diễu võ dương oai quanh ngai vàng, Phan Văn Giang có ý đồ đảo chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Bí đường Phan Văn Mãi kêu gọi dân góp tiền, tiền sẽ đi về đâu? Vào ngày 3 tháng 10, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lên báo kêu gọi người dân mua trái phiếu để cùng thành phố làm đường sắt đô thị. Sài Gòn cần tới 36 tỷ đô la để làm 183 km đường sắt đô thị này. Được biết, nhà nước phát hành trái phiếu là hình thức vay tiền của người dân để làm các dự án công. Việc vay tiền của dân để làm dự án không phải là mới mẻ gì, sẽ với quốc gia nào cũng thực hiện. Tuy nhiên, với hệ thống công quyền của Việt Nam hiện nay, thì khi tiền lọt vào tay chính quyền của Đảng Cộng sản, chắc chắn sẽ bị xa xẻo không ít. Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên vẫn còn đó. Dự án này được phê duyệt lần đầu tiên vào năm 2007, được khởi công vào năm 2008 với tổng mức đầu tư ban đầu chỉ hơn 17.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2011, dự án được điều chỉnh lên tới 47.000 tỷ đồng, tăng thêm 30.000 tỷ đồng so với dự tính. Trong đó, vốn vay của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản là hơn 41.000 tỷ đồng, còn lại là vốn từ ngân sách thành phố. Tuy nhiên, dự án này đến nay vẫn chưa hoàn thành, tính ra dự án đã kéo dài 17 năm mà chưa xong. Tất nhiên, việc chậm tiến độ bị đổ lỗi cho hàng trăm lý do có vẻ khách quan, nhưng lý do thực sự là yếu kém của chính quyền thành phố. Họ đổ lỗi cho việc chậm giải phóng mặt bằng, thế nhưng thực tế là chính quyền thu đất của dân giá rẻ như bèo thì làm sao người dân có thể hợp tác để mà giao đất cho thành phố. Đáng nói là các dự án bất động sản xung quanh tuyến đường sắt này được đại gia mua thông qua bàn tay của chính quyền, rồi xây dựng và bán lại với giá rất cao. Lấy đất của dân thì rẻ, làm dự án bán lại cho dân thì đắt đỏ, đã tạo ra bất công ngất trời. Chậm tiến độ đồng nghĩa với việc đội vốn đầu tư, tuy nhiên không hẳn số vốn đầu tư bị đội lên chảy hết vào dự án, bởi nếu vậy thì tiến độ dự án đã không bị chậm. Thực tế, chủ yếu vốn bị đội lên đã chảy vào túi quan tham, nhưng số tiền đội vốn ấy rồi cũng chính người dân phải gánh chịu bằng khoản nợ công chồng chất. Vốn cho dự án đường sắt Bến Thành - Suối Tiên được vay ODA từ Nhật Bản, nhà thầu Nhật thực hiện dự án và vướng vào hai vấn đề khiến dự án chậm tiến độ. Thứ nhất, chính quyền không giao mặt bằng theo tiến độ. Thứ nhì, chính quyền thanh toán chậm. Hai yếu tố này làm cho sự yếu kém của chính quyền Cộng sản mà ra. Hiện nay, nguồn vốn ODA đã cạn dần, những nước giàu cũng tỏ ra ngao ngán không còn muốn cho chính quyền tham nhũng của Việt Nam vay tiếp nữa. Mà không vay được của nước ngoài thì lại tìm cách vay của dân. Nhưng đến chính quyền Nhật Bản còn không ép được chính quyền Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tài chính một cách tử tế, thì làm sao người dân Việt Nam có thể buộc được họ phải thực hiện đúng cam kết như ban đầu. Quản lý giỏi như người Nhật còn không ngăn được sự phàm ăn của giới quan chức Cộng sản, thì làm sao người dân có thể ngăn cản cho được. Chính quyền vay tiền của dân đưa ra lý do là làm đường sắt đô thị, nhưng thực chất đường sắt đô thị chỉ là cái cớ để quan tham xà xẻo. Dự án đường sắt Bến Thành - Suối Tiên do Nhật Bản cho vay và thi công mà sau 17 năm vẫn chưa xong. Vậy dự án sắp tới không bị ràng buộc bởi yếu tố nước ngoài thì làm bao nhiêu năm mới xong đây? Quản lý yếu kém và tranh ăn là hai lý do khiến cho mọi dự án công đều thất bại hoặc bị đội vốn lên khổng lồ. Dù là tiền vay nước ngoài hay tiền vay trực tiếp của người dân, thì kết quả nhân dân cũng phải gánh chịu món nợ này. Ở các thể chế dân chủ, công trình công ích là để giúp dân làm đẹp bộ mặt quốc gia. Còn Việt Nam, những công trình này là cơ hội cho quan đầy túi và nhân dân thì gánh nợ đầy mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Bí đường Phan Văn Mãi kêu gọi dân góp tiền, tiền sẽ đi về đâu? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de